Em chào các bác. Giờ này gần 11 giờ đêm. Ngày em thờ rất là vất vả các bác ạ. Đấy. Những chú chim này là những chú chim mà đang giai đoạn ở lúc giao thời. Đấy, các bạn cố gắng không để những cái cầu bộ cao như này mà các bạn để nó đứng ở dưới sàn. Muốn cho nó biết biết tập mổ nhanh thì các bạn phải để nhiều cái bề mặt khay đá như thế này và lúa mới cám trộn lẫn. Thì những chú này nếu như mà mình mà cứ để nó bậu cầu là nó bỏ bữa 1 2 ngày nó sẽ gầy giọt đi. Nhưng các bạn thấy là gì, nuôi chim sinh sản mà úm chim non là nó cả một nghệ thuật. Báo cáo các bác là đây là những em này là mình đang ép để cho nó biết mổ. Vì quá trình bón mà nó cũng kéo dài rồi, cái hơi tay nó đã thuần rồi, nó đã hơi ấy rồi. Thì các bạn nên để nước như thế này để cám như này, làm sao nó đứng đấy là trong cái cơn đói cơn khát nó sẽ chỏ mỏ vào cái khay nước và nó sẽ tìm thức ăn được. Đó. Thì cái này là các bạn mình cũng chia sẻ. Đó. Đây là các bạn yên tâm là cái vườn trại của mình đúc giống ra những chú chim non rất là ok. Đấy, các bạn nhìn mình chia sẻ hết mình luôn. Đó. Các bạn mua 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16. Mỗi mua này gần 20 con. 18 con các bạn nhé. Đấy, để này là cho nó ăn. Nó sẽ ăn bầy đàn này nó cũng rất là lợi thế. Cô chị nó lịnh cô em. Cô chị nó sẽ dạy cho cô em biết ăn. Đó. Đấy, nhưng mà các bạn thấy là gì? Nuôi chim sinh sản là các bạn phải. Đấy, như là anh đàn chị này là ăn được rồi này. Các bạn làm hai cầu bậu như này, một cái tầng dưới và cái tầng trên. Những cái loại mà bắt đầu 2 tháng tuổi này là các bạn mỗi một cái lồng bồ câu này các bạn chơi cho mình 6 con. Thì thứ nhất là nó sẽ không chạm cánh vào nhau, mật độ nó cho phép, thì những cái con ghê gớm nó sẽ không đánh những con kia. Đấy, nó đánh nhau phần lớn là nó cảm thấy chật chội thì nó mới đánh nhau. Thì các bạn nên nhớ là các bạn đấy, đấy người ta bảo là cây chạm lá, cá chạm vảy. Đấy, chim cũng thế thôi, là chạm lông. Thì các bạn thấy là gì? Đấy, mỗi một cái đàn anh đàn chị này nó đã ăn, nó tự tìm nước uống, tự tìm thức ăn trong kia rồi. Thì mình để đây để cho nó đấy, các cầu bậu bằng làm bằng tre nhá. Sau thời gian nó khô thì báo cáo với anh em là mình thì tận dụng cái nhà kho này để mình phát triển về cơ sở úm nuôi. Thì cái chung chú này nó gần người suốt ngày đó, trong cái nhà. Thì các bạn thấy là gì, một vài trăm con được úm. Đấy. Ok chưa, buổi tối lúc này lúc gần gần 10 giờ thì thao chim cu gáy giờ còn từ cái máu đam mê đã chia sẻ với các bác là lấy cái lồng này, các bạn thấy là cái dây chun đó, mỗi lần tôi kéo lên này khi tôi quên thì bỏ ra là tự nó kéo xuống. Đấy, đây là một trong những cái cách mà mình gọi là tạm thời gọi là để chống gọi là quên sập cửa lồng xuống. Những chim này khá là đẹp các bạn nhé, đây là những giống chim khá là đẹp đây, vì sát là một em đó. Các bạn thấy không, chưa có cườm, chưa có cườm và gì và chưa có cườm, búng cánh nhào tay đó. Đó. Nên những con này là nó đã cái khả năng ăn uống của nó chưa được ok lắm thì các bạn nên cho nó vào đây. Đó. Là nó sẽ ăn, các bạn nhìn nó ăn rồi. Ăn rồi. Trong cơn đói nó sẽ ăn luôn. Đó. Muốn nó ăn thì các bạn tạo cái khoảng cách là cho nó. Đó.
thì mình quay dở những cái clip đó 2468 đó các bạn, đó là ok. Các bạn làm cầu vọng dân gian này và sàn ở dưới các bạn giải chấu như gà, những cái mùi phân này nó cách mặt, cách cái mặt đáy này khoảng 1 mét, chính vì vậy nó sẽ không có giận mạt và không có bị bệnh đau mắt. Đây các bạn thấy những chú chim của chúng ta khá là ok đúng không, rất là ok đúng không? Chim nuôi mà những chú chim này tiềm tiềm thức là mồ côi bố mẹ và thuần hóa từ giai đoạn này, chính vì vậy là chim thao chim cu gáy mà phần lớn là các bác rất là khoái, bởi vì chim của mình phần lớn là nó là thuận được thuần và tỷ lệ chống mái rất là rõ ràng đó. Tỷ lệ đúng là chống mái rất là rõ ràng. Thì giai đoạn này các bạn nên cho ăn cả lúa cả cám như này, con nào nó ăn cám thì nó đẫy chim hơn, tất nhiên là chim sau này nó sẽ ăn lúa tốt hơn, các bạn giảm cám dần đi và cho nó ăn lúa. Thì với cái số lượng cung cấp ra thị trường rất là nhiều, các bác thân mến đó, thì thực ra là những chú chim này rất là ok thôi. Mình có thể quay sát cho mình. Cầu bậu để bậu vào cái sắt này nó sẽ lạnh chân. Lạnh chân khi các bạn thấy những cái sàn lồng mà nó có phân thì các bạn lấy dùng cái bàn chải sắt các bạn chà nó rơi xuống, mà không cái loại này nó không ưa ẩm ướt nhé, các bạn để máng nước nó phải như này đấy, nếu mà nó ẩm ướt là ký sinh trùng vi khuẩn nó sẽ chứa ở trong cơ thể nó. Loại này nó ưa thoáng không ưa ẩm ướt. Các bạn cố gắng đảm bảo mật độ, ví dụ đây là 6 em đấy. Báo cáo với các bác là như vậy. Cái này nó cũng thể hiện cái đam mê cho các bạn, chứ không ai 10 giờ đêm rồi vẫn sờ sệt ở dưới chuồng chim như này các bạn. Một vài em nó thấy cái đèn flash của điện thoại nên mình phải quay cái đèn flash của điện thoại. Thì bây giờ là quay chưa đi hết một nửa vòng tròn đâu. Các bạn thấy là những chú chim này là đàn anh đàn chị rồi. Đây là như là loại này cũng đang tập ăn này, non. Đôi khi đông đông thì chúng lại tụm vào nhau này, chúng sưởi ấm cho nhau. Các bạn buổi đêm mà chúng tụm vào nhau, tự sưởi ấm cho nhau. Chim non này là nếu như mà nó lạnh quá mà nó thấy là nó sẽ rù chim. Tự sưởi ấm cho nhau các bạn nhé. Đấy. Bu này nó phải đến 30 con, bởi vì là nó còn non, mình phải để cái khay đá đây để cho nó ăn, 3 khay nhôm đá này để cho nó uống. Cái thức ăn này thì thường ngày thay 1 lần hoặc 2 lần, nếu có thời gian các bạn nên tăng thay 2 lần đi, nuôi một vài con gà để tận dụng cái lãng phí của nó. Đó. Đây. Đó. Vài. Đây những em này là cũng khá là to rồi đây. Đó. Đèn flash hơi giật tí nhưng không sao đâu. Đó. Đó. Như cái này là có cơ bộ. Các bạn nhìn rất to. Ngoài này là chắn lưới B40 chống mèo. Đó. Lúa, loại này lớn rồi mình cắt cám các bạn lúa không các bạn nhé. Đó. Thì các bạn mua chim giống hoặc là các bạn muốn nào hỏi nắm bắt được cái kỹ thuật úm nuôi mô hình nuôi sinh sản vườn trại, các bạn gọi điện cho Thao
Số điện thoại là 0163530592, và mình phát triển cái kênh Facebook là Chim Cú Gáy Hay, cũng như là cái kênh YouTube là Chim Cú Gáy Hay ở trên mạng xã hội. Ngoài ra cái website của mình là chimcugayhay.com, mời các bạn ghé thăm, đặc biệt là các bác cao tuổi. Đó. Mình cũng chả giấu giếm gì cả, mình chia sẻ rất là nhiều trên cái kênh YouTube của mình. Đó. Các bạn thấy là thì những con chim này là quá là đẹp đúng không ạ? Đẹp. Tôi dùng nhiều cái lồng bồ câu. Đây là những cái đinh ngâm vào tường treo lên cách mặt đất 1 mét, buộc dây thép vào gần khỏi rơi. Đấy, tận dụng cái nhà kho cũ này. Đó. Thì các bạn nuôi mật độ nó như 6 con một cái lồng này từ lúc biết mổ, hôm mai là nó phủ cườm nó biết gù nhé, thì các bạn có thể là yên tâm. Cuối video xin cảm ơn các bạn, mình cũng xin dừng video đây. Nếu như mà cái sự chia sẻ của mình thấy bổ ích, các bạn có thể là đăng ký kênh hoặc là có một vài những cái nhận xét, cố gắng các bạn nên gọi điện thẳng, bởi vì thời gian nhắn tin là mình không có. Có những lúc là mình dùng 2 cái sim, một cái sim là 0163530592 và một cái sim nữa là 0989177982. Đó thì các bạn có thể là dần dần các bạn có thể là hiểu ra cái chủ đề về con chim cu gáy hay, đặc biệt là những chú chim của chúng ta. Đó. Bạn làm trần này, nhà đấy, tận dụng những cái nhà cũ gắn vào tường quay kín vào, các bạn úm nuôi nó quanh quanh đây nó khoảng 300 con đó. Thì mình nuôi cái lứa này là cũng một phần là để phục vụ vào cái tháng 9 mùa đông, vì mùa đông ở ngoài thiên nhiên hoặc là những cái cơ sở khác là họ nó cũng gần như là nó cũng không có nhiều chim, mà anh em thì vẫn có nguyện vọng chơi. Loại này đến mùa đông là nó bắt đầu gãy rồi, nên mình có thể bán chim khách cho các bạn. Đó. Các bạn nên nhớ là chơi chim nuôi non nên này là lên khách hết, nhiều dịnh lên khách. Nếu các bạn mua chim bẫy hoặc là chim ấy là nó không đảm bảo, nó sẽ không lên khách. Đó. Các bạn có thể nhìn tổng quan rất là nhiều đúng không ạ? Rất là nhiều. Đó. Quá nhiều luôn. Đen 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 đó, rất nhiều, rất nhiều. Dưới đất ngày mai treo lên. Cảm ơn các bạn nhá. Ok, chúc các bác ngủ ngon, bây giờ 11 giờ rồi.